Chào các bạn ha. Các bạn trước tiên các bạn mở cam thẻ xe lên, xong các bạn bấm cái import, xong cái vô cái project ha. Các bạn bấm Ctrl A thì nó chọn hết, Ctrl A nó chọn hết, xong các bạn bấm open thì xuống đây bắt đầu mình làm project. Thì cái này là cái đầu tiên, nhưng mà cái này là cái mình đi quay ha các bạn ha. Rồi cái thứ hai là cái hình. Okay. Rồi các bạn cứ remove color trước đi ha. Rồi okay. Remove color cái hình này ha các bạn ha. Ok, các bạn vô cái Visual Effect nha. Xong các bạn vô remove color, các bạn nắm thấy nó qua thôi. Xong các bạn vô cái viết nè, cái viết nó gọi là select color image, xong các bạn bấm vô đây nghe là nó xong rồi. Các bạn chỉnh cho cái màu nhờ, nó lật lên tí xíu. Ok, rồi các bạn bỏ cái thu nhỏ cái hình này lại để lên cái bàn. Rồi okay. Đó, giờ các bạn để lên bàn này, ha, các bạn để lên bàn vậy đi ha. Rồi các bạn bắt đầu kéo cái này ra, các bạn chỉnh coi mình đi tới đâu nha, để bắt đầu làm nào. Ok, kéo đây tới khúc này đó, vừa tới khúc này là các bạn cho cái video, nhưng mà các bạn phải kéo cái hình này ra đi, nó dài. Rồi đó, canh cái tay vậy nha các bạn nhớ canh đó, vừa vậy phải không? Rồi các bạn vô trở lại image, xong các bạn vô cái video cái video của cái bên cái nhân dĩa đó. Rồi các bạn cứ vô list cái này về dục khúc đầu đi ha, mình không cần khúc đầu nhiều, tại khúc đầu đang thôi à. Cái bấm list, xong các bạn dục đi, right list, xong các bạn dục này đi ha. Xong tới cái này như vậy nè, cái này nó bay, nó sẽ bay lên luôn á, nhưng mà mình không cần nó bay, mình tự làm nó bay luôn. Rồi các bạn bấm vô đây, các bạn bấm select ha, xong right click, xong các bạn delete nó đi. Ok, xong rồi mất. Ok, rồi bắt đầu tới cái này, các bạn tới này các bạn nhớ remove color đó nha. Phải bấm vô đây nha các bạn. Rồi nó vô đây gần đây tí xíu đi. Rồi các bạn vô cũng quay vô Visual Effects, xong các bạn vô remove color, các bạn thảy qua thôi, nắm thảy nó qua, xong các bạn vô cái viết gọi là select color image, các bạn để vô, xong các bạn chỉnh lên tí xíu cho mà. Rồi xong các bạn đưa này qua. Ok, rồi các bạn kéo cho nó nhỏ xuống, cho nó nằm trên cái đây nha, chỉnh cho nó nhỏ lại đó. Rồi cho cái này nó nằm trên đây, thì khi mà bạn ấy xong, khi mà các bạn để hăng cái tay lên giống như mình là dùng nội công vậy đó, là nó sẽ mấy cái dĩa nó sẽ rung ha. Okay. Mình cho khúc này nó chuẩn luôn ha các bạn ha. Đó. Đó. Các bạn nắm kéo này sát luôn là vừa đúng nó luôn. Rồi các bạn copy cái này, copy nữa, các bạn thảy nó ra đây thêm. Rồi các bạn có thể rút hai cái này lại để họ mình xài luôn cũng được, mình rút nó đi. Rồi
Nó thấy các bạn để hai tay lên là nó rung rung rồi, các bạn thấy không? Ok rồi, các bạn kéo cái này ra chỉnh. Đó, tới khúc này đúng không? Thì các bạn có thể copy nữa. Con cái copy nãy là các bạn thấy nó ra đây, cho cái nhỏ đi. Rồi. Các bạn thấy vô. Đó, khi mà lấy tay xuống là các bạn đó, nhớ cái tay mình không? Đó. Xong các bạn đẩy cái này vô, xong copy cái email ha. Copy email, copy thấy rồi. Tại sao? Tại vì lúc cái lấy cái tay xuống á, cái các bạn đẩy nó vô. Rồi. Đó. Rồi các bạn khi mà các bạn vừa để cái tay lên nè. Thấy không? Phải có cái hình ghi vô liền. Copy cái này. Không thấy vô này. Fast đó. Ok, fast nó vô. Xong các bạn kéo này nhỏ lên bớt đi. Rồi, ok. Đó. Rồi các bạn thấy nè, chuẩn bị dục nè, các bạn thấy không? Chuẩn bị dục. Bắt đầu là mình phải xài cái ambientation ha. Mình bấm vô ambientation, mình qua bên ambientation. Xong mình nắm cái custom, mình kéo mình thả xuống. Thả xuống ngay chỗ đây nha. Rồi. Rồi các bạn chỉ cần nắm cái này, đẩy nó lên nè, dục nó lên luôn. Rồi. Xong các bạn có thể để vậy là nó dục luôn. Nè, các bạn coi nè. Không, rồi thấy luôn. Ok, coi như xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Có gì nếu mà các bạn thấy mà video mà có hữu ích thì các bạn cho mình cái like nha. Và cũng nhớ subscribe cho mình nha. Ok, thank you các bạn ha. Hẹn các bạn video tới nha. Ok, cảm ơn, bye bye.